Hôm nay mà tuần lên tiếp laptop cho các bác ạ à, Báo cáo các bác là tất cả những dòng laptop hàng bãi này thì bên em sẽ cài Phần mềm chạy hết cho các bác nhé à, Những con máy này thì đây là Chuyên HP và Dell Bởi Vì là em thì em bán máy tính nhiều năm rồi Đây là những dòng máy tính phải nói là Cái mức giá nó tầm tiền Bình dân Ngon, bổ, rẻ Và là ít lỗi, nó luôn thế cho nhanh Còn có một số mặt hàng khác nó sẽ rẻ hơn, ví dụ như Asus, ý, Acer ý, Hoặc Acer sút những dòng này nó rẻ hơn nhưng mà máy nó rất là ọp ẹp nói tóm đi giống lại là em thì đã cũng nếu tính ra cũng phải mười mấy năm để trước là máy tính lâu rồi nên em chỉ muốn là những cái dòng bền lành tính nên do vậy là những chiếc máy bàn thế chiếc máy bàn bên em thì đấy em dùng máy bàn em toàn HP mới đeo cái thứ nhất nó hợp túi tiền hay là nó, nó bền lắm còn nếu mà dùng lên Sony vaio thì nó lại cao cấp hoặc là một số dòng như thương hiệu của Apple hạn đắt quá thì những cái đấy thì có khi làm nhiều bác cũng nói chung là rất là ít số lượng người mua nói thế cho nhanh nói chung là hàng thì nó cao cấp, cấp còn bình dân nhất vẫn là HP này và đeo đấy thì hôm nay em Tuấn gửi đến các bác đối với mã HP này thì em cũng đã giới thiệu cho bác rồi đúng không đấy em báo từng giá nhé à, con HP này thì em đã báo rồi được chưa các à, bác chú ý hộ em nhé con HP này này model của nó là 840G3 đây con này có model là 840G3 nhé được chưa? Đây là con HP có model là 840G3 Chip Core i5 à, uh, Chip Core i5 Đầu 6 bác nhé Chip Core i5 đầu 6 6200 u đấy RAM 8GB Đấy RAM 8GB ổ cứng 256GB Màn hình nhá. Màn hình của nó là 14 Màn hình 14 inch Những chiếc này là chiếc Những chiếc là các bác dùng phổ thông nhất Màn hình 14 inch gọn gàng Mỏng này Mỏng dính luôn Mỏng như từ giấy À, hôm qua em có đăng lên rồi thì có, có một bác khách hàng thì em đã gửi hàng đi cho bác rồi bác đợi hộ em nhé đấy bác đợi em em đã gửi tất cả rồi đấy em mới đăng lên các bác đã đã đặt rồi đã chốt rồi em đã gửi cho bác rồi à, thì đối với những con như thế này nó nhìn con hp này nhé ở à, bên sườn à, chip của mình em đã đọc cho bác rồi nhé ở à, bên sườn nó có một cổng sạc tai si cái cổng này cổng tai si các bác có thể sạc điện thoại hoặc dùng tai si nó rất là phổ thông quốc tế thôi cổng hdmi à, cổng tai nghe cổng usb và tiếp tục là một cổng cáp nối thông và cổng thẻ nhớ, con này cổng thẻ nhớ nhỏ này, đấy, lại tiếp tục một cái cổng cấm nguồn nữa, cùng, ok chưa? đấy, Sao sang sang lên đây, lên đây bác nhìn này, sang đây, bên này lại một cổng usb nữa, đấy, à, cổng vga để kết nối à, máy chiếu, hình chiếu, đây là, là quạt gió, ok chưa? con máy này rất là mỏng, nó chỉ tầm khoảng độ một đây nếu nhìn mặt này thì nó chỉ nửa phân một phân đây. nói chung là nó rất là mỏng hàng thì bao tình trạng hoạt động tốt hết cho các bác nhé lỗi cho đổ cho trả không ra, đấy gọi yên tâm em đã làm máy tính rồi còn đi thì em sẽ cài phần mềm hết cho các bác win đầy đủ à, với con này thì trên trang em đã báo giá cho các bác rồi ạ mức giá là 5 triệu tám bởi vì con này chip đời nó rất là cao luôn nó khá là cao cực kỳ cao ngoài ra các bác nhìn đây ở à, trên bàn phím đây coi năm nhé bàn phím à, đây là nút khóa chuột này bác nhìn cái nút khóa chuột đây, đây gọi là ấy nút khóa chuột À, di chuột đến nút khóa chuột này. Ngoài ra thì bàn con nó còn con chuột ở đây nữa. vì đây những cái này ít dùng. Tiếp tục là tất cả cái dãy loa ở đây, dãy loa đây. Đây là bật bật và tắt uh, wifi hoặc là bật và tắt loa nhanh. đây là nút nguồn. Ngoài ra thì camera phía trước ở đây ạ. À. camera đây. đấy. camera phía trước. lại bằng dính lâu thì chưa lâu ấy. những cái này em còn chưa lau dọn lâu, đâu lâu nó còn đẹp nữa. Ấy. ok chưa. đấy. thì đối với con này là có mức giá bác em đã báo rồi bác nhé. 5 triệu 800 nghìn Con này là con HP G840 à, HP 840G3 Đấy 840G3 Ok chưa Hàng sẽ cài đầy đủ win hết về cho các bác Chỉ sẵn chạy nó đây Nó đây Nó là một đây 840G3 Đấy thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn Đối với dòng HP 840G3 này Nhà màn 14 inch Rồi Còn con này là màn 15 inch này Con này con đeo bác nào dùng làm kế toán thì rước con này về bởi vì kế toán là tại sao nó có thêm cái bàn phím số bên cạnh thì con em sẽ giới thiệu con này sau mỗi một clip em giới thiệu một con thôi hãy thôi cho thêm con nữa đi cho nó thoải mái sang tiếp tục con đeo nó đi đi được chưa à, con đeo này thì nó gọi là đeo vô nó gọi vô trô vô có nghĩa là màn hình nó là con này màn hình 15,6 inch có camera hết bác nhé con này có mức giá là 4 triệu 990 nghìn 4 triệu 990 nghìn cũng là chip coi năm màn to nhưng tại có nhiều bác lại hỏi tại sao con này màn to thế mà cũng coi năm mà lại đẻ rẻ hơn con này tại năm triệu con này năm triệu tám mà con này có hơn 4 triệu 4 triệu mới đây 4 triệu chín trăm chín thì cái báo cáo các bác là những cái con này này thì nó liên quan đến cấu hình hoặc liên quan đến đời máy và tất cả những mặt hàng máy em sẽ gửi đi cho bác là em đều cài hết nhé bốn triệu chín trăm chín mươi em đều cài hết con đeo vô này đẹp này bác nhìn này cực kỳ đẹp luôn máy cảm rất là vuông vức mặt trên này có vân à, sần sần để khi mình nắm tay vào nó rất là chắc chắn nó không bị trượt bị trơn chống vân tay đấy nhìn chưa có nhìn chưa đây gọi là đeo vô trô có chú ý em nhé đấy. đây là con đeo uh, vô trô ba À, con đeo vô này 3558 có cấu hình là chip coi 5 chip coi i 5 5200 u đấy à, ra 4g ổ cứng 128g à, màn là 15,6 inch những con này bảo báo các bác là các bác học hành cho các cháu học hành làm văn phòng tóm lại những con này cấu hình thường không bao giờ thiếu được thoải mái ở à, phía bên bên sườn này bên sườn này thì thiết kế với lại à, thôi em đặt xuống nhé để cho nó nó tiện nhớ. máy thiết kế rất là mỏng cực kỳ mỏng luôn à, một cổng tai nghe này hai cổng USB đây là khay đĩa nhé nó nhìn nhé đây là khay ổ đĩa CD và DVD đấy. Đấy, ổ đĩa Được chưa còn cái cái lỗ này là cái lỗ để khóa khóa máy thì nói chung là những cái khóa đấy nó chỉ dùng cho những người người ta bán hàng người ta khóa người ta bảo vệ máy tránh bị mất trộm thôi còn những cái này thì mình không cần thiết đây vẫn còn này vẫn như vậy đấy em giới thiệu bên sườn bên này nữa bên này thì cũng tiếp tục có nữa bác nhìn này bắt đầu của em này bên này tiếp tục rồi một cổng usb nữa này một cổng usb này một cổng thẻ nhớ này một cổng vga kết nối máy tính tv tv à, cổng cắm nguồn và cổng mạng lan mạng lan cái mạng này thì mạng lan này để chia sẻ tài liệu là chính thôi chứ còn đa số dòng này wifi hết rồi wifi hết rồi đấy thì đây là hình thức bên ngoài của nó đây nó bên này thì đối với dòng này thì bác nhìn là đặc biệt là con này bác nào làm kế toán nhé làm kế toán hoặc muốn bản phím số bên cạnh thì những con màn từ 15,6 inch trở lên sẽ có màn bản, bản phím số thỉnh thoảng có những con không có thôi đây là bản phím số bên cạnh ok chưa ạ bản phim số đấy giá thì đã báo rồi 4 triệu 990 nghìn với con Dell Voltro 3558 đeo vô chô bác nhớ nhá 3558 theo từng model luôn hai con này là một mà đấy. 3558 đấy thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn tất cả hàng thì bao tình trạng hoạt động tốt hết lỗi em có trách nhiệm cho bác rồi lỗi cho đồ cho trả không có vấn đề gì cả còn đây con HP này thì là 5 triệu 8 HP 5 triệu 8 à, một bác khách này em qua đặt thì em đã chuyển hàng cho bác chứ bác đợi nhận hộ em nhé nhận hàng giúp em Ok chưa ạ rồi em Tuấn chào các bác, hẹn gặp lại các bác vào clip sau. À, những bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại là 0911 169 961 ạ. À. à, những dòng này em sẽ giao hàng và chuyển hàng toàn quốc cho các bác luôn. Hàng các bác yên tâm nhá, lỗi cho đổi cho trả, không phải lo. Riêng em bán hàng rõ luôn thế, không phải lo. Nha, chào các bác.